Chúc đại gia đình an lạc quý vị, A Di Đà Phật. Chúng ta mỗi ngày, mỗi người ai cũng muốn mình phải tích được những cái năng lượng tốt đẹp. Mà muốn tích được những cái năng lượng tốt đẹp thì cái tâm mỗi người chúng ta phải nghĩ điều tốt. Thí dụ như mình nghĩ những điều tốt thì mình sẽ tích được những cái năng lượng tốt, là năng lượng tích cực. Còn nếu như mình suy nghĩ những điều hại người khác hoặc là thủ đoạn, mưu mẹo, thì bản thân chúng ta sẽ hao năng lượng. Hao năng lượng và người mình sẽ tối tâm mà nặng nề. Nên phương pháp mà tích năng lượng thù thắng nhất đó là nhớ Phật, niệm Phật. Tại vì danh hiệu Phật là thiện nhất, không bị gì bám víu nặng nề phiền não. Nên niệm Phật là một phương pháp tích năng lượng cao nhất, đặc biệt nhất. Nhớ. Cũng như những đức thấy chủ nhật quý vị khi tập trung gia đình cộng tu đồ này kia. Khi cộng tu xong rồi mình thấy mình ngồi tại cái đạo tràng những không trung này mà chị em khắp nơi nơi chào nhau đồ vui cười, đó cũng là một phương pháp tích năng lượng. Giống như mình kết với bạn những người thiện thì mình cũng tích được cái năng lượng thiện, quý vị. Mà mình ngồi tu chung gì, những đức nghĩ quý vị cũng nhìn thấy mặt nhau, những đức cũng thấy gương mặt quý vị. Nên tự nhiên mình thấy cái bạn nó bữa nào cũng vô tu đều rang nha, tôi phải kết bạn với bạn này mới được á. Bữa nào cũng vô tu đều rang với kết bạn với bạn này. Vì sao? Tại vì người ta tu đều rang nên mình bữa nào mình không tu mình thấy kỳ. Giống như mình phấn đấu với những người tiên tiến, chứ không thể nào mình phấn đấu với những người thụt lùi được, quý vị. Không. Ví dụ như người nào làm biến quá, bữa đực bữa cái, bữa tu bữa không tu, mình thôi. Gặp mặt vậy thôi chứ không dám kết bạn sâu quá. Mình kết bạn với những người đó biết đâu mình lùi luôn thì sao, hiểu không? Nên từ nơi đó mình lựa người nào mà ngày nào cũng tu siêng năng, kết bạn. Với mặt cười đừng kết bạn. Còn thấy bà nào mà không cười chứ mặt chầm chầm vô ủ, đừng kết bạn. Thì sao kết bạn với bà đó mình lùi luôn. Có nghĩa là mình gần với người mà không có vui chứ mình đâu có tích được năng lượng, quý vị. Mình thì mình muốn tích năng lượng. Thí dụ bây giờ như đứa đang ngồi đây mà đèn nó sáng gì là nhờ điện nó đủ. Chứ nếu như điện mà thiếu là đèn nó mờ, nó giật liền. Thấy chưa? Thì con người nếu mà tích được cái năng lượng thì con người nó cũng sáng. Mà con người mà tích được cái năng lượng tích cực nhiều đó nghe quý vị. Con người quý vị gặp sự cố gì quý vị cũng sẽ chuyển xây rất là nhanh. Chuyển xây rất là nhanh. Tại vì mình có đủ trí tuệ để mình quán triệt được sự việc của nó cần thiết. Phải duy trì hay là buông xuống. Mình có thể nhìn nhận được. Nên mình mỗi ngày mình cần tích những cái năng lượng tích cực bằng cách nhớ Phật, niệm Phật. Nghĩ những điều thiện, nghĩ những điều lợi ích cho người khác. Toàn là nghĩ những việc lợi ích cho người khác dù mình chưa làm đó. Nhưng mà lạ thay là mình đã có được cái niềm vui và có được sự an tâm. Còn nếu như mình mỗi ngày mà mình suy nghĩ những thủ đoạn hại người, mình ngồi mình tính toán làm sao để hại người khác. Hoặc mình buôn bán mình tính cách làm sao mà bỏ vốn ít mà lời nhiều. Ở bên ngoài thì trá hình một cái bánh thiệt là ngon, nhưng ở bên trong cái ruột thì bọng tha không có gì chứ. Để mình bán ra mình lời nhiều, thủ đoạn, nghĩ những điều tiêu cực. Con người vậy thì mình sẽ bị hao năng lượng nhiều lắm. Nó sẽ bị bất an, lo âu, phiền não nhiều lắm. Nên những đức nói rằng là mỗi ngày chúng ta có thời gian mình lên mình tu, mình niệm Phật gì nó tích một nguồn năng lượng cao lắm quý vị. Những đức nói con người mình mà có năng lượng rồi cái tiếng nói quý vị nó cũng dõng dạc khỏe nữa. Khi con người quý vị mà thiếu năng lượng vì nói chuyện nói không nổi đó. Khi mà mình thiếu năng lượng rồi mình đi kinh doanh làm ăn rồi đi, mình gặp đối tác rồi người ta gặp mình ta chán. Tại vì sao? Thấy mình buồn quá, thấy mình nặng nề quá. Thí dụ như giờ bản thân mình gặp ai mà nặng nề không vui thì mình thấy mình cũng tránh nữa. Gặp lần hai lần là mình sợ rồi. Còn mình gặp ai mà hoạt bát vui vẻ, có năng lượng tích cực, mình gần gũi thấy nhẹ nhàng, tự nhiên mình gặp cái là mình ấn tượng, mình thích liền. Những đức nói khỏi cần gặp, chỉ cần mà nhìn trên đây nè. Ai mà tu mà đặc biệt đồ này kia rồi mình nhìn mặt là biết liền. Mặt cười cười suốt.
cười mím 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 suốt vậy đó, đó. Nên từ nơi đó mà mình gạo ngang thôi, mình chỉ cần gạo ngang thôi là mình thấy là mình kết liền. Mình bấm vô à, đây đây đây, tìm bạn bốn phương đây. Những bạn tu hành đây, đây được 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 ha, cười 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 ha, được ha, được đó. À, Liên Phúc rồi ha, được ha, cười siêng năng tu ha, được được kết bạn ha, chuyển rồi ha. Nga rồi ha, mấy người cô siêng tu được không, nó tẩy thương đồ mấy bà này mình thỉ rồi ha, thấy mặt là tươi tươi và kim quy vậy đó, nó mình nhào vô liền. Đây là đại diện số người mình đọc tên chứ đọc vào hết nổi, thấy không? Nó mình tu xong mình ngồi là mình chơi chút xíu với đạo tràng, à, chị em chào nhau được ha, vậy đó quý vị. Đó cũng là cái niềm vui tích cực của mình, chứ không giỡn đâu. Khỏi đi đâu xa mất công, tại nhà mình luôn, tại nhà mình có đạo tràng luôn quý vị, khỏi đi đâu xa mất công. Khi mình đi là cái đầu tràng thiệt là đông người, tu phải cẩn thận giữ cái tâm á, không khéo mình tu xong thờ mình phá cũng hết luôn. Vừa tu xong khiều khiều cái bà kế bên, chị biết gì không, này kia nọ, này này nè, ta đem nhiều cái tư tưởng tiêu cực đưa cho mình, bản thân mình bị áp vào, bị dính vào, cuối cùng con người mình nó phá hết cái thời tu của mình mất tiêu luôn. Nên cái nơi mà người ta thích đến là cái nơi đó nó tích được cái nguồn năng lượng tốt đẹp, người ta sẽ đến, người ta thích chứ. Nên cái nhà mình mà người ta thích đến là gì? Cái nhà mình, người ta đến là người ta cảm thấy bình an. Người trong nhà mình hòa thuận thì tự nhiên người ta thích đến cái nhà mình. Còn ngôi chùa gì người ta thích đến là gì? Cái ngôi chùa đó hòa thuận, vui vẻ, bình an, người ta sẽ đến đâu. Còn khi người ta đến cái nơi đó mà ta thấy cái từ trường bị loạn, lòng người trong đó nó bị rối, là người ta đến nơi đó người ta bị ảnh hưởng cái từ trường của người ta, là kỳ sao người ta không đến. Thì phải nhớ rằng khi một cái nơi bình an mình bước đến là mình hưởng liền à. À, nên những đức nói cái đạo tràng không chung này là cái điểm để tích năng lượng đặc biệt. Nhà quý vị mà đặt cái đạo tràng không chung này vào nhà quý vị thôi, là cái nơi mà quý vị đang tu mỗi ngày thì đang rảnh về lại đó quý vị ngồi thử đi, cái cảm giác tuyệt vời lắm. Như những đức thường đang rảnh ưa lên đây ngồi lắm, lên cái chỗ tu này nè, tức nhìn vô tivi ngồi chơi vậy đó à. Gì đó mà nó vui, không có giỡn đâu. Nó có nhiều cô mà nhà nước thấy rằng là còn đi băng ngủ và tắt đèn tối thui, mà bà lú 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 cái đầu bà ra, bà mở mắt cho cháu. Nghe là bà để niệm Phật nhưng mà tắt đèn hết trơn vậy đó. Nó quý vị biết rằng là cái cảm giác mà có người nó thoải mái thì sao đâu. Những đức nói quý vị khi mà tích được cái nguồn năng lượng á, tốt được ngay vì không có ngủ nhiều, không ăn nhiều, nhưng mà con người bị rất khỏe, thật sự rất là khỏe luôn. À, 100% như hồi tối mình tu 12 giờ khuya, quý vị biết những đức có ngủ gì đâu. Nhiều tối như đức nhắm mắt được tiếng đồng hồ, trưa nay nửa tiếng đồng hồ. Vì mà con người nó sảng khoái khi lên tu thờ lễ Phật, nó thích vô cùng. Nên những đức nói rằng là đúng là cái phương pháp tích năng lượng cao nhất là nhớ Phật niệm Phật. Nên dọn những cái thứ tâm mà thủ đoạn ra đi quý vị, dọn những thứ tâm buồn phiền hận trách người khác ra đi, dọn thứ tâm đó ra để có Phật hiệu vào, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm. Từ hôm nay là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật là quý vị tại gia đình thôi cũng cảm thấy hạnh phúc là gì, mình có đạo tràng tu quý vị, khỏi đi đâu xa, thấy chưa. Thời tiết mà mưa gió rồi này kia cũng khỏi đi đâu dòng gió tâm quắc mắt công, tại gia đình có đạo tràng tu tập luôn. Tu xong được ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, hiểu không? Đó là cái đặc biệt rồi đó. Tu xong nói chuyện chút xíu để quý vị thấy được câu Phật hiệu này rất là hay, rất là đặc biệt. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, thường nghĩ thiện, làm thiện, dọn những cái tâm ác ra khỏi tâm mình để con người mình được an lạc thoải mái. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.